Xin chào các bạn. Đây là khi chúng ta về nhà mà bị trời mưa, chúng ta rất bất tiện trong việc mở cửa ra vào nhà mình. Chúng ta phải xuống cổng để mở cổng hay là gọi người nhà ý ơi. Thì bây giờ chúng tôi có một giải pháp rất tuyệt vời là chúng ta sẽ mở cổng bằng điện thoại để vào nhà mình. Đây, chúng tôi đã mở cổng bằng smartphone, rất tiện dụng. Đấy, cổng sẽ được mở ra hai cánh nhà nhà chúng ta có thể ra vào của nhà mình rất là tốt. Bây giờ đi đâu chúng ta có thể mở cửa cho con cái mình về nhà mà không cần phải dùng remote, rất là an toàn. Hoặc là những người hàng xóm hay là anh em hoàng đến chơi, mình có thể mở cổng cho mọi người vào nhà và có thể đóng lại. Đấy, chúng tôi có thể đóng lại tiện ích. Các bạn có nhu cầu về cổng tự động hãy liên hệ với chúng tôi tại thành phố, tỉnh và các tỉnh thành. Hãy vào trang web đanghuong.vn để được tư vấn hoặc gọi 0978887568. Tôi xin cảm ơn.